Chương 401, ngân sắc nam nhân quá lợi hại. Không nghĩ tới danh hào của mình đã truyền đến Thái Kinh, thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ mà, kỳ thật ngân sắc nam nhân là từ Thái Kinh truyền đi, Dạ cô ngẩng đầu nhìn về phía ma tộc, gương mặt ghê tởm, khóe miệng còn có dịch nhận, nhưng ánh mắt lại là phi thường kinh ngạc. Dạ Côn chậm rãi buông lỏng tay phải ra, ma tộc lập tức nhảy ra phía sau, cảnh giác nhìn Dạ Côn, nơi này liền giao cho ta đi, Dạ Côn dùng âm thanh trầm thấp nói ra, như thế sẽ có vẻ rất trầm ổn, Quan Thanh nhìn Dạ Côn xoay người, kinh hô một tiếng ngân sắc nam nhân, không sai, chính là ta. Dạ con rất thích nhìn bộ dáng kinh ngạc của Quan Thanh, cũng chỉ có khi biến thành ngân sắc nam nhân, Dạ con mới có thể buông thả bản thân một chút, hiện tại Quan Thanh cũng vô phương nhúc nhích, ngượng ngùng nói ra ngân sắc nam nhân, còn phải phiền ngươi giúp một tay, được rồi, Dạ con đang suy nghĩ nên biện pháp gì để mang Quan Thanh lên tường thành đây, trực tiếp ném lên. Hình như không lễ phép, nắm tóc. Không nên không nên, ôm eo. Thật buồn nông, bóp cổ, chật chật, vẫn là ông lấy đi, Quan Thanh cũng không ngờ ngân sắc nam nhân lại có thể nghĩ nhiều như vậy, không đợi Quan Thanh kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt da tóc khiến đầu óc choáng váng chưa đến một hơi quan thành đã xuất hiện ở trên tường thành tóc dựng thẳng lên trời còn chưa tỉnh táo lại diệp ly nhìn ngân sắc nam nhân gần trong gan tất ánh mắt hung dữ đừng tưởng rằng ngươi đổi trang bị ta liền không nhận ra dạ côn rất tò mò vì sao nét mặt thê tử nhìn mình không thích hợp bất quá dạ côn vẫn nhìn liếc mắt diệp tử tử dù sao diệp tử tử biết thân phận của mình diệp tử tử không có thói quen nhiều chuyện không thèm đi quản chuyện này, già dạ côn âm u nói ra chuyện còn lại cứ giao cho ta, nói xong liền nhảy xuống, một cái động tác anh tuấn nhảy xuống thật khiến cho các cô nương đứng trên tường thành mắt nổi đom đóm, rất đẹp. Ngân sắc nam nhân rất đẹp, rất có mùi vị nam nhân, một cơn gió nhẹ thổi tới, lay động tóc dài của già dạ côn, cũng kéo theo áo choàng, dùng lực lượng một người, đứng trong đại quân ma tộc, cổ khí thế hào hùng kia hoàn toàn không bị ép xuống hạ phong, mọi người không cách nào tưởng tượng được, ngân sắc nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ thấy một tên nam nhân lão đảo bò lên tường thành, nhìn ngân sắc nam nhân quát trời ạ. À. Rốt cuộc đuổi kịp thật đúng là ngân sắc nam nhân, các vị nhân sĩ thái kinh, người trước mắt các ngươi chính là ngân sắc nam nhân, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, nam nhân kia không phải chính là phân tích sư hồi ở học viện tỷ võ An Khang Châu sao? Truyền ngôn nói ngân sắc nam nhân cùng đạo đức tử chiến một trận, bất phân thắng bại sàng sàng nhau, về sau một mực xuất hiện tại An Khang Châu, thậm chí cứu giá, nhưng tại sao hiện tại lại xuất hiện ở Thái Kinh? Đây vẫn là một điều bí ẩn, chúng ta cùng hướng ánh mắt về chiến trường đi kim miệng, tông hoàng nguyên hướng phía phân tích sư quát, phân tích sư nuốt một ngụm nước bọt, lập tức im miệng đây chính là đại tướng quân đó lúc này ma tộc cảnh giác lên hướng phía dạ cung hô nhân loại ngươi là người phương nào ta chỉ là một nhân loại bình thường dạ côn từ tốn nói không có khả năng nhân loại không có ai có bản lĩnh như ngươi dạ côn nắm chặt nắm đấm lại cảm thụ lực lượng trầm giọng nói ra có bản lãnh hay không ta không biết nhưng ta biết hôm nay các ngươi gặp nguy hiểm nhân loại cung vọng thổi ngươi vài câu liền muốn lên trời xem búa ma tộc vọt thẳng tới dạ côn khai sơn phủ lập tức trở nên đỏ bừng phù văn lóng lánh đối mặt với thế công như thế dạ côn chỉ hơi xoay người một cái có lẽ lúc xoay người không có tính tới cái mông đụng phải thân thể ma tộc tầm chỉ thấy vị ma tộc này đột nhiên bay ra ngoài giống như sao băng nện vào đại quân ma tộc lập tức người ngã ngựa đổ dạ côn vô cùng nghi hoặc vừa rồi mình chỉ xoay người một cái làm sao lại bay ra ngoài rồi còn chưa có động thủ đây nhưng phân tích sư trên tường thành vô cùng xúc động chư vị nhìn thấy chưa đây chính là chiêu thức hiếm thấy của ngân sắc nam nhân mông kích dưới thế công mạnh mẽ của ma tộc, ngân sắc nam nhân thế mà dùng chiêu thức xem thường như thế, như thế liệu có chọc giận ma tộc hay không? Dạ công biểu thị, vừa rồi thật là không cẩn thận, không có suy nghĩ nhiều như vậy, tên ma tộc rơi vào đám người vẫn chưa chết, thậm chí còn trở nên điên cuồng, cả người bắn mạnh ra, đi chết đi, dạ công quay đầu nhìn về phía ma tộc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không biết vì sao, ma tộc cảm giác một quyền này mình đánh ra, chỉ sợ người chết sẽ làm mình trên trán lập tức phủ kín mồ hôi, hai chân lập tức dẫm trên mặt đất, nhưng bởi vì quán tính, hai chân ma sát hơn 10 trượng mới ổn định lại, vừa vặn đứng ở trước mặt dạ công một trượng đối mặt với phản ứng của ma tộc, người trên tường thành đều ngây ngẩn sao tên ma tộc này lại như vậy. Chẳng lẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng ép sao, trời ạ. À! Ngân sắc nam nhân thế mà sử dụng tử vong ngưng thị trong truyền thuyết. Quá hiếm thấy. Ngân sắc nam nhân thế mà dùng ánh mắt dọa lùi ma tộc. Không thể tưởng tượng nổi. Phân tích sư lại tiến hành một đợt phân tích, ma tộc chậm rãi lui lại, chờ thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, tên ma tộc kia liền hung hăng càng quấy hô ngươi chờ đó cho ta, Ta đi gọi người tới, nhưng mà tên ma tộc vừa mới hô xong, liền cảm thấy đầu bị một cái đại thủ bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị dọa, hoảng hốt hô. Bối nhĩ phó tướng, lời vừa mới nói xong, đầu liền bị bối nhĩ bắp nát, đại quân ma tộc không cần phế vật, bối nhĩ từ tốn nói, chậm rãi đi ra đội ngũ, và dạ côn chăm chú nhìn bối nhĩ, cái tên này rất cao lớn, còn cao gấp đôi mình, đại đao sau lưng thoạt nhìn không là phàm phẩm. Nhân loại, ngươi rất lợi hại, bối nhĩ từ tốn nói, dạ côn trầm giọng nói ra, có rất nhiều người nói ta lợi hại, nhưng ta chưa từng thừa nhận qua, ngươi cũng mắc cái tật xấu của nhân loại, kêu cái gì nhỉ, bối nhĩ quay đầu hướng phía bộ hạ hỏi, đại quân phía sau lập tức đáp lại bối nhĩ, phó tướng, là trang bức, không sai, câu nói này của ngươi có tình nghi trang bức, bản phó tướng rất chán ghét loại người như vậy, bối nhĩ nói xong liền đưa tay phải ra, nắm chặt đại đao sau lưng, đao chỉ dạ công, nhân loại, đại quân ma tộc sẽ công hãm tòa đô thành này ta sẽ treo đầu lâu của ngươi ở trên sư thứ để ngươi nhìn thấy thái kinh bị hủy diệt như thế nào bối nhĩ hình thể cường tráng hai tay nắm đại đao chỉ thấy trên thân đao tràn ra ngọn lửa màu tím bao trùm toàn bộ đại đao diệp ly nhìn thấy ngọn lửa màu tím lông mày siết chặt đây là dị hỏa trên người kẻ này lại có dị hỏa phân tích sư ngốc ngốc hô ma tộc đầu lĩnh đại chiến cùng ngân sắc nam nhân đây chính là một trận đại chiến xưa nay chưa từng có không có một hai ngày khẳng định sẽ không thể quyết ra thắng bại nhưng ta vẫn tin tưởng ngân sắc nam nhân, nhân loại, ta sẽ cho ngươi nhắm nháp lửa giận của ma tộc, bối nhĩ tức giận quát, chương 402, chỉ như thế, chỉ thấy thân thể màu tím của bối nhĩ bành trướng không ít, nguyên bản đã vô cùng cường tráng lúc này đã giống như một tòa núi nhỏ, gân xanh dưới làn da tuôn ra, từng cổ sóng khí khuếch tán ra xung quanh, nhân loại, đi chết đi. Đại đao trong tay Bối Nhĩ lập tức bắn ra một đạo tử sắc liệt diễm, khí tức tử vong kinh khủng đánh tới Dạ Côn, Dạ Côn nhìn tử sắc liệt diễm vọt tới, chỉ đứng lặng lặng không nhúc nhích, không có chút động dung nào cương phong kịch liệt khiến áo choàng sau lưng điên cuồng đông đưa người trên tường thành nhìn tử sắc liệt diễm kéo tới lộ ra vẻ kinh khủng nếu như ngân sắc nam nhân không có kháng trụ sợ rằng cửa thành sẽ bị phá mất trên tường thành không có một ai may mắn thoát khỏi quanh một tiếng tử sắc liệt diễm hung hăng đụng vào người già côn tử viêm trùng thiên phản phất muốn thiêu hủy hết thảy nhiệt độ nóng bỏng khiến người trên tường thành không chịu nổi nhân loại ti tiện ngươi thế mà không có phản ứng vậy liền sám hối ở trong tử viêm đi bối nhĩ lên tiếng cười lớn đại quân ma tộc phía sau trong nháy mắt sôi trào lên phó tướng thật quá lợi hại một đao liền chém giết đại nhân vật của đối phương chỉ có như thế một âm thanh từ bên trong tử viêm vang lên bối nhĩ vừa rồi còn cười lớn lập tức cứng lại chăm chú nhìn tử viêm trùng thiên chỉ thấy tay phải giả dạ cung phất phất tử viêm cùng bạo cứ như vậy tiêu tán trong không khí phản phất chưa từng xuất hiện qua đám người trên tường thành choáng váng ngân sắc nam nhân này cũng quá lợi hại đi một chiêu vừa rồi rõ ràng có thực lực kiếm đế ngân sắc nam nhân chỉ phất phất tay liền tán tử viêm đi này chuyện này sao có thể nhưng mà ý nghĩ như vậy cũng bồi hồi ở trong lòng bối nhĩ nhân loại trước mắt đến cùng là ai ăn mặc khôi giáp màu bạc cổ quái tóc dài như thế hình như sợ người khác không biết tóc của hắn dài vậy nhưng mà một người như thế lại dễ dàng chặn một kích của mình ma tộc chỉ có chút thực lực ấy dạ con nói lần nữa vốn là muốn thử thực lực ma tộc một chút nhưng vừa rồi thử một lần cảm thấy tẻ nhạt vô vị có thể đánh nhau với mình cũng chỉ có cao thủ có cấp bậc giống như dịp tử tử nếu chỉ có thế thật khiến ta quá thất vọng dạ con nhẹ nói ra Lời này khiến mọi người rất kinh ngạc, nguyên lai ngân sắc nam nhân nói chuyện ngưu bức như vậy, nhân loại tự đại, đừng tưởng rằng ngươi chặn một kích của ta liền có thể bình an. Tiếp theo, ngươi sẽ phải đối mặt với bối nhĩ nghiêm túc, lửa giận của ta không phải ngươi có thể chịu được. Quỳ xuống, Dạ Công chậm rãi giơ nắm đấm lên, nghiêm túc hỏi như thế sao, nhân loại, chẳng lẽ ngươi muốn cách không đánh ta. Người si nói mộng, bối nhĩ vừa mới nói xong, đã nhìn thấy ngân sắc nam nhân vung tay đánh một quyền, trời ạ. À! Ngân sắc nam nhân thế mà đứng tại chỗ ra quyền. Đây là ý gì, cho dù là đùa cật đối phương cũng không thể như thế được dù sao khoảng cách xa như vậy dù cho quyền phong cường đại tới đâu cũng không thể gây thương tổn cho ma tộc nửa phần phân tích sư tiến hành một đợt phân tích mọi người không khỏi nhẹ gật đầu hơn nữa một quyền này thoạt nhìn mềm nhũng giống như không dùng lực vậy côn ca tự nhiên không dùng lực mặc dù không dùng lực nhưng một quyền này cũng phi thường cùng bạo sau khi đấm ra một quyền này luồng khí xoáy dưới chân dạ côn khuếch tán nắm tay ngưng kết ra uy áp kinh khủng không khí phản phất như bị nắm đấm hấp thu bụi trần trên mặt đất đều tụ tập đến chỗ dạ côn quanh giờ khác này người trên tường thành nhìn thấy gió không sai nhìn thấy gió hư vô quyền phong to lớn phản phất bao phủ toàn bộ đại quân ma tộc toàn bộ thân thể của bối nhĩ đều không thể động đậy quyền phong còn chưa tới hai chân đã chìm vào trong lòng đất không có khả năng tuyệt đối không thể nào trong nhân loại làm sao có tồn tại như thế không không có khả năng rầm 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 một đạo quyền phong rộng trăm trượng trong nháy mắt đánh về phía đại quân ma tộc bối nhĩ căn bản không có cách nào tránh trong nháy mắt bị quyền phong thôn vệ thân thể thế mà dần dần tan biến ở bên trong quyền phong không chỉ là bối nhĩ ngay cả ma tộc sau lưng cũng giống như thế trong vòng một hơi toàn bộ biến thành một phần tử trong không khí một cổ khu vực chân không xuất hiện ở trước mắt mọi người mặt đất thậm chí không có lưu lại máu tươi cứ biến mất như vậy khép bờ sợ trừ khép bờ sợ ra người trên tường thành tựa hồ không còn ý nghĩ khác đây là ngân sắc năm nhân sao đây cũng quá mạnh đi chỉ là một cái quyền phong thế mà lại tiêu diệt một đạo đại quân ma tộc liền ma đầu kia cũng biến mất ở trong quyền phong diệp liên nhìn thấy một chiêu quen thuộc này trong lòng liền phẫn nộ bảo bối của mình chính là chết như vậy diệp tử tử khẽ thở dài một tiếng không ngờ dạ côn cũng như thế giống hệt lão tôn thượng đều thích trang bức dạ côn có chút kinh ngạc không ngờ mình tùy tiện đánh một quyền uy lực thế mà lớn như vậy so với trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp phân tích sư lúc này trầm giọng nói ra ta chân thành xin lỗi vì những từ ngữ ngu xuẩn vừa rồi của ta ngân sắc nam nhân chỉ cần một quyền một quyền là đủ còn tưởng rằng là một trận chiến đấu thực lực ngang nhau không ngờ lại là đơn phương đồ sát bên trong đại quân ma tộc kiệt lập đức sầm mặt lại bối nhĩ thế mà kiệt lập đức khó có thể tin bôi nhĩ thế mà chết tạp nhĩ đứng ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc dù sao hai người là huynh đệ người đâu kiệt lập đức trầm giọng quát một tên tiểu ma tộc nâm nớp lo sợ chạy vào trong lều vải cung kính hô tướng quân xảy ra chuyện gì vừa rồi vừa rồi bối nhĩ phó tướng bị nhân loại giết tạp nhĩ lạnh giọng chất vấn làm sao có thể Bối Nhĩ phó tướng xuất sắc như vậy, làm sao có thể bị nhân loại ti tiện giết? Tạp Nhĩ phó tướng, đây là sự thật, nhân loại kia chỉ dùng một quyền, liền giết Bối Nhĩ phó tướng, còn hy sinh rất nhiều đồng tộc, ma tộc tiểu binh rõ ràng đã bị sợ vỡ mật. Vì sao sau khi tỉnh dậy, cảm giác thế giới đã thay đổi, nhân loại trở nên lợi hại như vậy? Kiệt lập đức trầm giọng nói ra Tạp Nhĩ, cùng ta đi nhìn một chút. Vâng, tướng quân. Đôi mắt Tạp Nhĩ che kín tơ máu, còn chưa kịp nói chuyện phím, để để cứ biến mất như vậy, kết quả như thế Tạp Nhĩ không tiếp thụ được rất nhanh. Hai người đã đến đến chiến tuyến. Tạp nhĩ chăm chú nhìn dạ côn trước mắt không xa, chẳng lẽ tên nhân loại này đã giết đệ đệ của mình, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn, tướng quân. Xin cho phép thuộc hạ báo thù cho đệ đệ. Tạp nhĩ đứng ở bên cạnh chắp tay quát nhẹ, kiệt lập đức nhìn dạ côn, nhẹ gật đầu cẩn thận một chút, tướng quân, ta nhất định sẽ lấy đầu hắn tế những đồng bào đã chết. Tạp nhĩ trầm giọng quát, quay người đi về phía dạ côn, trong lòng dạ côn cũng rất tò mò, hai người kia là ai? theo thần thái cung kính kia tên cầm lấy trường mâu phía sau hẳn là lão đại rồi y chính là tướng quân chi ma tộc sau này có phải rất lợi hại hay không dạ côn cũng không muốn đụng phải đối thủ quá yếu bởi vì có chút nhàm chán khát vọng có một đối thủ cường đại chương 403, ta muốn đánh với ngươi tên ma tộc cầm trường mâu khiến dạ côn chú ý thế nhưng đi ra cũng không phải tên cầm trường mâu mà là một tên khác chuyện này khiến dạ côn có chút mất mát vì sao không trực tiếp tới tên mạnh nhất lại muốn từ thấp đến cao chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được nắm đấm của ta các ngươi không thể nào ngăn cản sao nhân loại nói ra tên của ngươi tạp nhĩ ta không giết hạn người vô danh tạp nhĩ duỗi ngón trỏ dài nhỏ chỉ dạ cung quát những ma tộc này đến cùng là thế nào vì sao mỗi lần đều cho rằng mình sẽ thắng bọn họ sao luôn có ý nghĩ như vậy nhỉ ngươi có thể gọi ta là ngân sắc nam nhân dạ cung lên tiếng quát bao tay long trảo hơi hơi nhéo phát ra âm thanh trầm muộn vẻ mặt tạp nhĩ sững sờ nói nhỏ ngân sắc nam nhân ngươi sẽ hối hận vì gặp phải tạp nhĩ ta À, tạp nhĩ còn chưa nói hết lời Nguyên bản giả côn đứng rất xa Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Nhìn cái mũ giáp kinh khủng kia Lời của tạp nhĩ liền nghẹn ở ít hầu Một cái đấm móc đơn giản ầm Cả người tạp nhĩ bay về phía chân trời Không đúng Là đầu bay về phía chân trời Thân thể vẫn còn đứng đấy Quá nhanh Tốc độ quá nhanh Tất cả mọi người không có kịp phản ứng Tạp nhĩ liền đã lạnh rồi còn tưởng rằng đối thủ lần này sẽ rất cường đại, không ngờ cũng bị một quyền của ngân sắc nam nhân đánh bay đầu, ngân sắc nam nhân liên tục chém giết hai viên đại tướng của ma tộc, khiến người trên tường thành nhiệt huyết sôi trào, hô to ngân sắc nam nhân uy vũ, Diệp Ly cũng chỉ có thể đứng đấy sinh khí, rất muốn tìm một cơ hội cho ngân sắc nam nhân một lần giáo huấn trầm trọng, và côn hướng phía Kiệt Lập Đức ngoắt ngón tay ta muốn đánh với ngươi, Kiệt Lập Đức rất bình tĩnh, nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, y chôn giấu bi thưởng ở sâu trong lòng, không thể biểu hiện một mặt yếu ớt trước nhân loại được. Phải hóa bi thương thành lực lượng, giết sạch toàn bộ nhân lại trước mặt, không sai, chính là đám nhân loại đáng chết này đám nhân loại trước kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trước kia không bằng sau kiến hiện tại thế mà giết chết phó tướng của mình còn đáng giận hơn cả thần tộc đã ngươi muốn đánh với ta vậy liền đánh kiệt lập đức chậm rãi đi ra vẻ mặt càng bình tĩnh và côn đứng tại chỗ không hề đồng áo choàng phiêu đảng, cộng thêm khôi giáp màu bạc lấp lánh, phản phất biến thành tiêu chí hình ảnh ngân sắc nam nhân lúc này khắc ở trong lòng của mỗi người, mãi mãi không bị ma diệt, quá mạnh, đây quả thật là một người, khiêu chiến toàn bộ đại quân ma tộc, không biết thần tộc có tồn tại lợi hại như vậy hay không, dạ côn trầm giọng nói ra không cần lưu thủ, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi, kiệt lập đức gầm thét một tiếng. Trường mâu trong tay lập tức đâm ra, chỉ thấy không khí bị vạch phá, mũi nhọn toát ra quang mang chói mắt, không khí đều phát ra tiếng kêu trên rỉ, rõ ràng một mâu này cực kỳ lợi hại thương khung dưới một mâu này đều trở nên u ám oanh lôi rung động phản phất thương khung sắp sụp đổ nhìn trường mâu tới gần dạ côn cấp tốc giơ tay phải lên tay như vuốt trồng trực tiếp bắt lấy trường mâu khí thế trường mâu lập tức bạo phát ra không giữ lại chút gì phải hồn liệt diễm kiệt lập đức cũng không có lộ ra dị dạng trầm giọng quát trong nháy mắt toàn bộ trường mâu bị dị hỏa màu tím bao bọc hơn nữa còn giống như bị truyền nhiễm dọc theo bàn tay dạ côn bao trùm toàn bộ thân thể dạ côn kiệt lập đức lạnh giọng nói ra ngân sắc nam nhân hỏa diễm này của ta không phải vật thường có thể đốt cháy thân thể của ngươi thậm chí còn có thể thiêu đốt linh hồn của ngươi nhấn chìm ngươi trong bóng tối vô tận muốn sống không được muốn chết không xong thấy ngân sắc nam nhân bị đốt diệp ly biết chiêu này không dùng được trước đó ta dùng hai loại dị hỏa đốt cái tên này vẫn không có việc gì hiện tại ngươi mới chỉ dùng một loại dạ côn có thể cảm giác được nhiệt độ của phệ hồn liệt diễm thế nhưng phệ hồn liệt diễm đốt ở bên ngoài khô giáp căn bản không đốt vào trong được hơn nữa nhiệt độ còn rất vừa phải tự như thời tiết mùa đông ngồi ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm vậy vô cùng dễ chịu dạ côn âm u nói ra không tệ loại cảm giác này rất không tệ còn có chiêu nào khác không ngươi Kiệt Lập Đức nghe thấy ngân sắc nam nhân còn có thể nói chuyện, trong nháy mắt liền khép tờ sợ, người trên tường thành vừa rồi còn nơm nớp lo sợ, nhưng theo dạ công nói chuyện, trong nháy mắt liền bình tâm, ngân sắc nam nhân quá biết chơi, chỉ thấy dạ công chậm rãi vương ngón giữa, giơ lên, toàn bộ phệ hồn liệt diễm liền ngưng tụ ở ngón giữa, biến thành một đám lửa. Hô, dạ công phản phất thổi một ngụm, phệ hồn liệt diễm cứ như vậy biến mất, nhưng Kiệt Lập Đức làm sao cảm giác, thủ thế này mang theo vũ nhục mãnh liệt, dạ công từ tốn nói ma tộc tướng quân, mời ngươi nghiêm túc một chút. Đừng làm chút trò trẻ con này nữa, Kiệt Lạp Đức nghe xong sầm mặt lại, lại còn nói bản tướng quân làm là trò trẻ con, chỉ sợ chưa thấy qua cái gì gọi là ma tộc. Chỉ thấy Kiệt Lạp Đức ném trường mâu trong tay ra ngoài, động tác này khiến Dạ Côn sững sờ. Y muốn làm gì? Ngân sắc Nam Nhân biết vì sao ma tộc có thể chém giết thần tộc không? Thân thể Kiệt Lạp Đức từ từ bành trướng, Dạ Côn cảm thấy Kiệt Lạp Đức sắp dùng đại chiêu. Trong lòng lập tức hưng phấn lên. Dạ Côn cũng không biết vì sao mặt khô giáp màu bạc vào liền hiếu chiến như vậy, giống như thả ác ma trong lòng ra. Vì sao? Dạ Côn rất phối hợp hỏi. Chỉ thấy làn da màu tím của Kiệt lập Đức thế mà xuất hiện từng đạo vết trách rất nhỏ bởi vì ma tộc chúng ta có thể thông qua biến thân để cao sức chiến đấu. Nhân loại, ngươi sẽ rất vinh hạnh được nhìn thấy bản thể của ta, hai quả đấm của Kiệt Lạp Đức vừa nắm, chỉ thấy vết trách trên thân thể giấy lên tự sắc liệt diễm, cả người Kiệt Lạp Đức thoạt nhìn vô cùng quái dị, làn da màu tím phản phất biến thành nham thạch, ma vương ở trên, xin ban cho ta lực lượng chém giết nhân loại trước mắt kiệt lập đức ngửa đầu thét dài chỉ thấy thương khung thế mà bắn ra một đạo chùm sáng màu đen bao phủ kiệt lập đức dạ công vô cùng tò mò mà người trên tường thành đã lộ ra vẻ hoảng sợ cảm thấy ngân sắc nam nhân đã chọc giận người ta khí tức kinh khủng từ trong vòng xoáy màu đen phát ra nhưng mà đối mặt với uy áp như thế công ca bất động như núi căn bản không thể rung chuyển nửa phần công ca chung quy là công ca phốc vòng xoáy màu đen tán đi thân ảnh kiệt lập đức xuất hiện lúc này cả người kiệt lập đức biến thành hỏa nhân màu tím thậm chí không nhìn thấy thân thể càng khiến cho người kỳ quái là sau lưng kiệt lập đức còn một đôi cánh màu tím đám người trên tường thành thấy cảnh này đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc tử viêm trước mắt chẳng lẽ chính là tên tướng quân khi nãy sao diệp ly sợ hãi than một tiếng vì hỏa hóa thân đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi hoàn toàn giống như thuộc hạ của phụ thân ngân sắc nam nhân kiệt lập đức tức giận quát hai tay lập tức nắm chặt chỉ thấy tử viêm trên thân thể tràn ra hóa thành hai thanh đao rơi vào trong lòng bàn tay kiệt lập đức chương bốn trăm linh bốn a tu la tử vong quyền vừa mới ra tới liền chết mất hai tên thuộc hạ đắc lực kiệt lập đức rất phẫn nộ dù sao bọn họ không chỉ là thuộc hạ còn là huynh đệ huynh đệ đồng sinh cộng tử thế mà thời gian chưa đến một nén nhang, hai người bọn họ đều chết cả rồi, mình căn bản không kịp ngăn cản, tên ngân sắc nam nhân trước mắt nhất định phải chết. Mặc kệ phải trả giá lớn đến đâu, Dạ Côn cảm thấy hưng phấn, tên tướng quân này quả thật lợi hại hơn hai người trước nhiều, chân phải Dạ Côn chậm rãi hướng về sau một bước, bày ra tư thế công kích, trầm giọng quát tới đi, Dạ Côn vừa hô như thế, mặt đất dưới chân toàn bộ nứt ra, đám người ở trên tường thành khắc sâu hình ảnh này vào trong mắt, quá lợi hại, chỉ hô hai chữ, mặt đất đều không chịu được đã nứt ra, đây còn là người sao? Người có thể lợi hại như vậy sao? Quan Thanh, có ổn không? chỉ thấy hồn thí thiên đi lên tường thành nhìn thấy vẻ mặt quan thanh không tốt lo lắng hỏi sắc mặt quan thanh tái nhợt nhẹ gật đầu không sao tình huống hiện tại như thế nào xem ra hồn thí thiên còn không biết chuyện gì xảy ra lập tức nhìn ra phía ngoài mái tóc dài quen thuộc áo choàng màu đỏ thân quen cả đời này hồn thí thiên cũng sẽ không quên đêm hôm đó bị ngân sắc nam nhân đánh bại cho dù là hiện tại vết thương vẫn còn chưa khỏi hơn nữa cũng chính là hắn đã bấm gãy kiếm của mình hồn thí thiên trong nháy mắt xúc động từ hồ muốn xông ra ngoài nhưng dáng vẻ uyển nhiên xuất hiện trong đầu khiến hồn thí thiên lấy lại lý trí cho dù lao ra lại như thế nào mình cũng không phải đối thủ của hắn may mà ngân sắc nam nhân tới bằng không thì chúng ta đã gặp nguy hiểm quan thanh mang theo ngữ khí vui sướng nói ra theo khí thế ngân sắc nam nhân nhìn lại hẳn là sẽ thắng ngân sắc nam nhân hồn thí thiên trầm giọng nói ra quan thanh cũng không có chú ý giọng điệu của hồn thí thiên ánh mắt nhìn giữa sân chư vị ngân sắc nam nhân sắp quyết đấu với tướng quân ma tộc tướng quân ma tộc là kẻ hiếu chiến nếu như ngân sắc nam nhân muốn thắng nhất định phải trải qua một kịch chiến thảm liệt nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngân sắc nam nhân có thể giành được thắng lợi. Mặc kệ bị thương bao nhiêu lần, hắn vẫn là niềm kiêu hãnh của Thái Kinh chúng ta, không hổ là phân tích sư, biểu tình kia phản phất đang nói, ta đã nhìn thấu hết thảy, nhưng mà người xung quanh cũng không tin tên phân tích sư, người này phân tích không chuẩn chút nào, mỗi lần đều tự đánh mặt mình giữa sân, dạ con chăm chú nhìn Kiệt Lập Đức, mà Kiệt Lập Đức trong nháy mắt liền tan biến tại chỗ, dạ con sững sờ, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ cánh tím sau lưng có giá trị tốc độ tầm, dạ côn cảm giác phía sau lưng truyền đến một cổ lực lượng bạo tạc, cả người nhìn không được tiến về phía trước một bước hết cách, đây là quán tính, con ca cũng không thể vi phạm quán tính được, xích đao diệt thần, kiệt lập đức nguyên bản không muốn dùng một chiêu này, dù sao đây là chuẩn bị cho thần tộc, thế nhưng hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Liền để nhân loại chết dưới một chiêu này đi, hai tay kiệt lập đức xuất hiện ảo ảnh, song đao trong tay điên cùng di chuyển trên người già côn, ngắn mũi một hơi, chỉ sợ đã chặt trên ngàn đao mà con ca cứ như vậy nhìn kiệt lập đức động dao trên người mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, còn có mồ hôi trên trán. Dạ côn đột nhiên muốn nhắc nhở Kiệt Lập Đức một chút, đừng nghiêm túc như vậy, một chiêu này của ngươi không thể thương tổn đến ta, nhưng sợ nói ra, liền sẽ hung hăng đã kích kẻ địch, xích đao diệt thần dùng một lát xong, kiệt lập đức liền nhảy ra sau, phản phất đã thấy dạ công biến thành từng khối từng khối rơi xuống, đao pháp này không tệ, chỉ là uy lực có hơi ít, dạ công tán dương đao pháp của đối thủ, đơn đấu bình đẳng, nếu đối phương dùng ra chiêu thức tốt, đương nhiên phải khen ngợi, mặc dù lời khen này tự hồ có ý châm chọc, kiệt lập đức lần nữa bối rối, không thể nào, hắn thế mà không có phản ứng, tên ngân sắc nam nhân này đến cùng là ai? chẳng lẽ ngươi là thần tộc kiệt lập đức lạnh giọng chất vấn cũng chỉ có thần tộc mới mạnh như vậy chỉ có thần tộc mới có thể đánh bại mình nhân loại là không có khả năng ta không phải thần tộc và dạ côn lại không muốn đi làm thần tộc nhưng mà kiệt lạp đức trầm giọng nói ra lấy xuống mũ giáp của ngươi xuống thế thì không được dạ côn quả quyết cự tuyệt vậy ngươi chính là thần tộc này hoàn toàn không giảng đạo lý a tông hoàng nguyên trên tường thành lập tức giật mình tên ngân sắc nam nhân này tại sao lại lợi hại như vậy giống như ma tộc nói ngân sắc nam nhân có thể là thần tộc tới bảo hộ con dân của mình liệt cốt ghé vào tường thành cười nói thần tộc thật là một cái chủng tộc thú vị thật muốn gặp thần tộc một lần xem hình dạng của bọn họ như thế nào ngân sắc nam nhân lại có thể là thần tộc tin tức như vậy trong nháy mắt liền vỡ tổ ngân sắc nam nhân mạnh như vậy xác thực có phong thái thần tộc hơn nữa còn che mặt khả năng này liền tăng cao mà thần tộc cùng nhân loại chính là đồng minh cho nên cảm thấy ngân sắc nam nhân chính là đồng minh phái đến giúp đỡ trong nháy mắt liền cảm động vô cùng thần tộc còn không có quên nhân loại a à, ta thật không phải thần tộc vậy tại sao ngươi lại lợi hại như thế lợi hại liền nhất định là thần tộc sao đúng trong mắt của ta nhân loại đều là đồ đần độn không thể có tu vi cao như vậy dạ côn rất bất đắc dĩ giơ giơ lên tay chúng ta tiếp tục đánh đi đừng thảo luận vấn đề nhàm chán này không có ý nghĩa ngươi dám nói vấn đề của bản tướng quân nhàm chán đúng vậy chẳng lẽ còn không đủ nhàm chán sao ta đều buồn ngủ rồi dạ côn bất đắc dĩ nói ra tranh thủ thời gian tới một chút kích thích kiệt lạp đức nắm chặt hai quả đấm đã ngươi muốn đánh được vậy thì tới đi Dạ Côn lập tức có cảm giác, chính là ưa thích bầu không khí như thế này, cảm giác vô cùng thoải mái, Atula tu la liên tục tổ hợp quyền, kiệt lập đức hô to một tiếng, hai quả đấm lập tức toát ra năng lượng kinh khủng, Dạ Côn nghe xong danh tự cũng cảm giác vô cùng sâu, vì sao mình không nghĩ ra cái tên điêu như thế nhỉ, đối mặt với quyền pháp điên cuồng của kiệt lập đức, Dạ Côn cũng nghiêm túc, trực tiếp cuốn đánh với kiệt lập đức, trong lòng Dạ Côn hơi kinh ngạc, lực lượng của tên kiệt lập đức này quả thật rất mạnh, tốc độ cũng nhanh. Năng lực phản ứng tốt, có thể trách né nắm đấm của mình bằng một tiếng, dạ côn tìm được một chỗ sơ hở, trực tiếp đánh một quyền vào phần bụng kiệt lập đức. mặc dù chỉ là hỏa diễn thể, nhưng dạ côn cũng có thể cảm giác được, trong mắt kiệt lập đức phản phất sắp trận lòi ra, cả người công lại như con tôm, ông bụng lui về phía sau không có khả năng. quả đấm của hắn sao lại mạnh như vậy? đây là suy nghĩ trong lòng kiệt lập đức mà ở trong lòng già côn đang nghĩ không thể tưởng tượng được một quyền vừa rồi thế mà không có bạo chết y bỗng nhiên kiệt lập đức gào thét tử viêm trên thân thể trở càng nồng hậu dày đặc từng đạo tử sắc lôi điện đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể y lạnh giọng quát ngân sắc nam nhân ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị của atula atula tử vong quyền chương bốn trăm năm sẵn gọi người cứu ta Tu La tử vong quyền, giả dạ công lập tức sững sờ, danh tự hình như rất lợi hại, chỉ thấy kiệt lập đức cao cao bay ở trên không, hai tay nặng chồng lên nhau, ở trước lòng bàn tay xuất hiện một cái bóng màu đỏ, giống như dòng máu ngưng tụ, ở xung quanh có điểm lắm tấm màu đen cuốn quanh, ngân sắc nam nhân. Đám nhân loại đáng chết các ngươi. Đều đi chết đi. Xuống điện một sám hối đi, oanh, chỉ thấy toàn bộ đất trời bị nhuộm thành màu đỏ như máu, tất cả mọi người trong thái kinh nhìn lên thương khung trên mặt phản phất bị máu tươi chiếu rọi, nhất là người đứng ở trên tường thành, nhìn bầu trời hạ xuống tử vong quyền hủy thiên diệt địa, một cổ cảm giác bất lực thật sâu bồi hồi ở trong lòng, nhưng mà áo choàng công ca cũng điên cùng phun trào, nói nhỏ một tiếng, một quyền nhẹ nhàng quanh, công ca đấm ra một quyền, mặt đất lần nữa trung chuyển, vết trách càng lúc càng lớn mà quyền phong kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tử vong quyền. Thẳng hướng thương khung, thuận tiện bao phủ luôn cả kiệt lập, bầu trời dần dần trắng bệch, dạ cung đứng tại chỗ, khô giáp màu bạc không nhiễm bụi trần, toàn bộ đại quân ma tộc lâm vào tĩnh lặng dụi dụi con mắt cho rằng những gì mình đang thấy là ảo giác thế nhưng một quyền vừa rồi của tướng quân đều bị đánh ngược trở về một quyền ngưu bức như vậy đều bị đánh ngược về làm sao bây giờ ta cảm thấy tên ngân sắc nam nhân này chính là thần tộc ta cũng cảm thấy như vậy bằng không tướng quân sao có thể thất bại được còn tưởng rằng chúng ta có thể quét ngang nhân loại lại bị một người cản ở cửa ra vào quá uất ức chỉ thấy trên tường thành phát ra âm thanh nhiệt liệt chúc mừng dù sao mối nguy đã được giải trừ phân tích sư ho nhẹ một tiếng cười nói mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ta nhưng mà không có ai đi để ý tới y Hồng Thí Thiên có thể cảm nhận được tử vong quyền vừa rồi rất lợi hại, nói thật, nếu như mình đi đón, căn bản không tiếp nổi, mà tên ngân sắc nam nhân này thế mà có thể đánh bật tử vong quyền, thuận tiện giết tướng quân ma tộc. Tên ngân sắc nam nhân này thật chính là thân, lúc này đám người Diệp Ly có chút trầm nặng, tử vong quyền vừa rồi quả thật rất lợi hại, nhưng mà đây vẫn chỉ là một tên tiểu tướng quân ma tộc. Nếu như có kẻ lợi hại hơn đến thì sao, chỉ sợ sẽ đạt đến loại cấp bậc như thuộc hạ của phụ thân đây là một chuyện vô cùng trọng yếu phải báo cho phụ thân mới được thế nhưng hiện tại đang cãi nhau với phụ thân thuộc về cái chủng loại không thể nói chuyện kia vẫn là để diệt tử tử đi bẩm báo đi dạ tần nhìn trận chiến đấu này đột nhiên phát hiện mình thật nhỏ bé ở trong loại chiến đấu này chỉ sợ ngay cả hô hấp đều không thể quay đầu nhìn đại ca một chút bộ dáng đại ca rất nghiêm túc nguyên bản còn tưởng rằng đại ca chính là ngân sắc nam nhân xem ra cũng không phải nhưng vào đúng lúc này nguyên bản kiệt lập đức đã tan biến bỗng nhiên xuất hiện mặc dù xuất hiện chẳng qua là một ngọn lửa màu tím thế nhưng ngọn lửa màu tím trên không càng ngày càng nhiều cuối cùng ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái hình người, và dạ công dừng một chút, tên tướng quân ma tộc này thế mà sống sót dưới một quyền của mình, quá lợi hại, thân thể của y tiêu tán, thế mà có thể lại lần nữa tổ hợp lại. Không hổ là ma tộc, Kiệt Lập Đức ngụm lớn thở dốc, nhìn ngân sắc nam nhân phía dưới, trong đầu chỉ có ba chữ, không thể nào, cho dù quả đấm của hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể đánh ngược tử vong quyền của mình về được đưa theo logic mà nói, đây là gian lận. Tên ngân sắc nam nhân này đang gian lận trắng trợn, không thể nào, một chiêu này của ngươi thật lợi hại, ta rất tán thưởng ngươi. Dạ công hướng phía kiệt lạp đức hô ngoài trừ diệp tử tử ra y là người thứ hai có thể khiến mình thoải mái kiệt lạp đức ta đường đường là một trong minh ma bách tướng thế mà bị một tên nhân loại thưởng thức nếu chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị đồng bào chế dẫu sao hôm nay cho dù phải chết cũng phải lôi tên ngân sắc nam nhân này chết cùng ngân sắc nam nhân ngươi quả thật rất lợi hại điểm này ta thừa nhận thế nhưng ta muốn cho ngươi biết ma tộc vĩnh viễn sẽ không thần phục cho dù đối mặt với địch nhân cường đại, sau khi kiệt lập đức nói xong, hai tay đột nhiên chấp ở trước ngực, một cổ khí tức quỷ dị đột nhiên bùng nổ, lời răng của Atula mang theo nụ cười điên cuồng, kiệt lập đức hô lên câu nói này, trên mặt che kín vui sướng cùng cứu rỗi, giả công nhìn thấy khí tức điên cuồng tiết ra ngoài, tên này rõ ràng muốn tự bạo, cùng ca thế mà dùng một tên tướng quân ma tộc đến mức tự bạo, đây quả thực đã không thể dùng hai chữ hung tàn để hình dung nữa rồi, ở trong mắt đại quân ma tộc tướng quân nhà mình thật quá đáng thương mà ngân sắc nam nhân đối diện hắn mới là người xấu hắn liên tục giết hai người chúng ta chỉ giết một người người nói ai xấu hình thể kiệt lập đức dần dần thu nhỏ biến thành một viên cầu màu tím chẳng qua là vô cùng không ổn định phản phất sẽ nổ tung bất cứ lúc nào dạ côn sầm mặt lại phạm vi tổn thương này có đôi khi không cách nào tránh khỏi nhưng mà kiệt lập đức cũng không cho dạ côn thời gian phản ứng một cổ ánh sáng chói mắt che lấp tất cả mọi người bất quá này hào quang không chỉ là ánh sáng mà còn là một thanh lợi kiếm chỉ thấy bình chứng thái kinh trong nháy mắt nổi lên tác dụng ngăn trở hào quang lợi kiếm giả dạ công thầm nghĩ tướng quân ma tộc hèn hạ thế mà dùng loại chiêu thức thấp hèn này trực tiếp đấm ra một quyền cản trở phần lớn hào quan lợi kiếm nhưng có không ít hào quan lợi kiếm xuyên thấu bình chứng thái kinh bắn lên tường thành hoặc là bắn tới địa phương khác mà ở trên tường thành đông phương sản khó có thể tin nhìn dạ ngọc thư bên cạnh dạ ngọc thư ngươi làm sao vậy dạ ngọc thư còn không có kịp phản ứng tò mò hỏi đông phương sản chỉ chỉ phía dưới dạ ngọc thư xem xét thanh lợi kiếm xuyên thấu tường thành chui vào bụng của mình thế nhưng một chút cảm giác cũng không có mặc dù không có cảm giác thế nhưng dạ ngọc thư đã bị dọa phát sợ đông phương sản cứu ta cứu ta dạ ngọc thư trực tiếp bắt lấy tay đông phương sản khẩn cầu ta ta cứu ngươi thế nào mau gọi gia gia ta đến ông ấy nhất định có biện pháp nhưng mà dạ ngọc thư vừa mới dứt lời chỉ thấy lợi kiếm dần dần biến đỏ mà sắc mặt dạ ngọc thư trong nháy mắt liền tái nhật đi rất nhiều đông phương sản tự hồ muốn đi nhổ thanh hào quang lợi kiếm kia ra nhưng tông hoàng nguyên bên cạnh lại trầm giọng nói đừng động thứ này có thể hút máu người toàn thân dạ ngọc thư phát trung đôi môi hồng nhuận phân phất như chụp lên một tầng sương lạnh ta không muốn chết ta không muốn chết dạ công còn chưa có chết ta không thể chết âm thanh dạ ngọc thư đã vô cùng run rẩy hào quang lợi kiếm trở nên đỏ bừng phản phất như có sinh mệnh dần dần dạ ngọc thư ở trong tuyệt vọng chăm chú nhìn đông phương sản phản phất đang hỏi sản à tại sao ngươi lại không đi gọi người tới cứu ta đông phương sản nhìn ánh mắt của dạ ngọc thư lập tức quay đầu không dám nhìn thẳng quá kinh khủng chương bốn ngân sắc nam nhân gia trâu dạ ngọc thư cứ thế chết đi mà huyết hồng lợi kiếm dần dần tan biến trong không khí mọi người thấy dạ ngọc thư bị hút khô ngã trên mặt đất lúc này coi như dạ tư không tới chỉ sợ cũng không nhận ra được đây là tôn nhi của mình hiện tại dạ côn còn chưa biết dạ ngọc thư đã bị thiên hàn chính nghĩa vẫn là ứng với câu nói kia người muốn côn ca ta chết nếu hiện tại còn sống đó là bởi vì chưa đến lúc chỉ cần đến lúc tránh đều tránh không xong mặc dù kiệt lạp đức tự bạo nhưng nổ là nội đang ma tộc thể xác vẫn từ trên không rơi xuống dạ côn khẽ thở dài một tiếng đường đường tướng quân ma tộc thế mà rơi xuống kết quả như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì có lẽ là xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện nếu như xuất hiện ở ngũ nhạc đó nhất định là lựa chọn may mắn nhất ngân sắc nam nhân ngươi rất mạnh mẽ kiệt lập đức nằm trên đồng cỏ nhìn lên bầu trời nhẹ nói ra và dạ côn từ tốn nói nếu như không đụng phải ta ngươi cũng rất mạnh mẽ nếu có kiếp sau ta vẫn muốn đụng phải ngươi đồng thời chiến thắng ngươi kiệt lập đức nhìn về phía dạ côn mang theo tín niệm kiên định chuyện này khiến dạ côn có chút động dung thấp giọng nói ra được ta chờ ngươi tới khiêu chiến ngân sắc nam nhân ma tộc sẽ không từ bỏ ý đồ mặc kệ là ngươi thần hay là người dấu chân ma tộc sẽ đạp vào gia viên của các ngươi. Ma tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Theo một tiếng cao vút cuối cùng, Kiệt Lạp Đức dần dần không còn hô hấp. Kiệt Lạp Đức chết đi, mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt. Đại quân ma tộc phản phất bị đồ vật gì đó lôi kéo, dồn dập lọc vào trong khe nứt. Loại hiện tượng này xuất hiện ở xung quanh Thái Kinh. Tất cả binh sĩ thấy cảnh này, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, tự như một đứa bé. Giả công lập tức dương áo choàng sau lưng lên, xuất khí bất người, dịp Tử Tử hừ một tiếng, không hứng thú nhìn, quay người rời đi. Mà lúc này, trên tường thành tất cả đều là một mảnh tiếng hò hét, ngân sắc nam nhân ngân sắc nam nhân ngân sắc nam nhân giả cung biểu thị giờ khắc này thật thoải mái loại cảm giác bảo vệ gia viên loại cảm giác vinh dự sâu sắc thật sự khiến mình rất thỏa mãn nếu như đệ đệ có thể ở bên cạnh cùng hưởng cảm giác này thì tốt rồi giả cung biết không thể dây dưa lập tức tan biến mà đông tứ nhìn thấy lão sư biến mất cũng lặng yên rời đi dù sao thân phận vẫn phải đổi lại mặc dù ngân sắc nam nhân rời đi thế nhưng thân ảnh vĩ đại kia vẫn ở trong lòng của mỗi người tin tưởng qua hôm nay thái kinh sẽ nổi lên một cơn lốc mang tên ngân sắc nam nhân Lúc này dạ công đi lên tường thành ngân sắc nam nhân thật lợi hại, nói mình lợi hại, dạ công còn cảm thấy không tệ, đại ca, ngân sắc nam nhân quá lợi hại, chỉ dùng mấy quyền đã đánh ma tộc trở về, hiện tại dạ tần đã vô cùng sủng bái ngân sắc nam nhân, đây quả thực là một tồn tại nghịch thiên, diệp ly hừ lạnh một tiếng, ly nhi, nàng thế nào, dạ công tò mò hỏi, làm sao ly nhi lại có thành kiến với ngân sắc nam nhân nhỉ, nhìn mộ nhi bên cạnh, vẫn rất sủng bái nha, thậm chí ngay cả lương nhi đều không ghét, không thích, phu quân, không cho phép ngươi nhắc đến ngân sắc nam nhân, dạ cung im lặng Liên Nhi thế mà không thích ngân sắc nam nhân, công ca, xảy ra chuyện rồi. Dạ Ngọc Thư chết, lúc này Nguyên Chẩn chạy tới, nói tin tức mới vừa nhận được cho Dạ Công, Dạ Công nghe xong giật mình, Dạ Ngọc Thư. Nói đến, đây còn là đường ca của mình, lần trước còn đến phá hôn lễ của mình một phen, mình còn điên cuồng đánh mặt y, y nhất định sẽ trả thù, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, thế mà chết, đây cũng quá, thật là lo lắng sau này công ca không tìm thấy đối thủ, bởi vì đối thủ đều ngoài ý muốn chết đi, xảy ra chuyện như vậy, Dạ Công muốn đi qua nhìn tình huống một chút, dù sao đại quân ma tộc đột kích, chết mất hai người một người là viện trưởng người còn lại chính là dạ ngọc thư đương nhiên vẫn phải tính đến trăm vạn đại quân nhưng như thế đã là kết cục tốt nhất lúc này thi thể băng lãnh của dạ ngọc thư nằm trên mặt đất vẻ mặt khô héo không có một chút huyết sắc mà lúc này dạ dương đã chạy đến khi nhìn thấy nhi tử nằm bất động trên mặt đất cả người ngây ngẩn sau đó điên cuồng chạy đến ngọc thư ngọc thư a à? con tỉnh lại cha đến rồi đây dạ dương ông thi thể dạ ngọc thư gào gào khóc lớn lúc này mới bao lâu không có gặp mình liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh dạ tư không cũng theo sát phía sau nhìn cháu trai đã tử vong vẻ mặt âm trầm đến cùng đã xảy ra chuyện gì dạ dương hướng phía xung quanh quát lúc thấy dạ côn y liền chỉ dạ côn quát có phải là người giết nhi tử ta không nhất định là ngươi dạ côn dĩ nhiên muốn phủ nhận mình hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm dạ bá phụ dạ ngọc thư là bị tên tướng quân ma tộc kia giết chết ta tận mắt nhìn thấy người bên cạnh đều nhìn thấy đông phương sản ở bên cạnh bổ sung vậy tại sao chỉ có con trai của ta xảy ra chuyện các ngươi đều bình yên vô sự không công bằng tại sao lại là con ta nói xong dạ dương lại gào khóc trống lên dạ tư không hít một hơi thật sâu quay người rời đi tự hồ không muốn nói quá nhiều dạ côn cũng không biết nói thế nào than nhẹ một tiếng liền mang theo mọi người về nhà dù sao hiện tại vấn đề đã được giải quyết thế nhưng những người bị ma tộc giết đều là thật hạ đô bên kia không có viện quân thật vô cùng khó lúc này trong hoàng cung thương minh nhận được tin tức mới nhất hướng phía thánh nhân chắp tay nói chúc mừng thánh nhân chúc mừng thánh nhân ông trời phù hộ thái kinh chúng ta nguy hiểm lần này đã qua nhưng mà trưởng tôn ngự cũng không vui mừng chỉ từ tốn nói trưởng viện ngươi cảm thấy tên ngân sắc nam nhân này thế nào thánh nhân lần này ngân sắc nam nhân phát huy tác dụng to lớn có thể nói nếu như không phải có ngân sắc nam nhân như vậy toàn bộ thái kinh đều sẽ bị luân hãm thương minh nói thật chủ yếu là tên tướng quân kia quá lợi hại không kiềm chế được tên ngân sắc nam nhân này không quen không biết lại hai lần cứu bản hoàng ngươi nói hắn muốn cái gì làm một vị hoàng đế người khác làm việc đều có mục đích thương minh nhẹ nói ra thánh nhân ngân sách nam nhân muốn gì thần không biết nhưng vẫn mời thánh nhân cân nhắc vấn đề hạ đô hiện tại quân số giảm một nửa nếu như ngũ nhạc bên kia thu được tin tức chỉ sợ đại quân sẽ ép đến nếu không có cách vậy liền tăng binh đi việc quan hệ đến tồn vong thái kinh nam tử tròn 16 tuổi phải nhập quân trưởng tôn ngự trầm giọng quát hết người dùng cũng chỉ có thể ra hạ sách này thánh nhân vừa rồi còn có một việc quên bẩm báo dạ ngọc thư cháu trai dạ tư không ngoài ý muốn bỏ mình dạ ngọc thư chết như thế nào hình như là bị tên tướng quân ma tộc tán phát lợi kiếm đâm thủng người, nhưng lúc đó phần lớn đều bị bình chướng chặn, chương 407, thánh nhân muốn động dạ gia. Trưởng Tôn Ngự dừng một chút, sau đó chậm rãi nói ra, đứa nhỏ này cũng quá không may, thánh nhân, dạ ngọc thư vừa chết, người trẻ tuổi trong dạ gia không còn lại bao nhiêu, Thương Minh lên tiếng nhắc nhở một thoáng, Trưởng Tôn Ngự hơi hơi hít mắt, biết Thương Minh có ý gì, hiện tại có thể nói toàn bộ binh lực thái kinh đều nằm ở trong tay dạ tư không trước kia có chống lại thế nhưng ma tộc tiến công tất cả biến thành bọt nước dạ gia hiện tại hoặc là dạ gia tương lai đều có thể khiến cho trưởng tôn ngự suy nghĩ sâu xa thánh nhân dạ công cùng dạ tần trong mắt của ta hẳn sẽ không kế thừa vị trí gia chủ dạ gia thương minh đưa ra cái nhìn của mình hồ nói thế nào trưởng tôn ngự hỏi thương minh tiếp tục nói ra sau khi dạ minh bị trục xuất đã không có liên hệ với dạ gia mà dạ tư không mười năm không có đến thăm dạ công cùng dạ tần đối với dạ tư không mà nói trong lòng bọn họ là lạ lẫm và phản cảm phải biết đông môn mộng tuyệt đối sẽ không để hài tử đảm nhiệm vị trí gia chủ dạ gia chuyện này không nhất định đứa nhỏ dạ côn này khó đoán nhìn mấy lần gần đây hắn qua lại với dạ tư không tương đối gần dạ ngọc thư vừa chết dạ côn liền chiếm tiện nghi rất lớn trưởng tôn ngự vẫn đánh giá dạ côn rất cao bất quá thương minh vẫn nhắc nhở một tiếng thánh nhân dạ gia tại an khang châu còn có một chi ngươi nói là dạ tư niên nhi tử của dạ chiếu không sai dạ tư không trước đó đến an khang châu một lần giao chuyện bên kia cho dạ tư niên lần đó thánh nhân còn nói dạ tư không là vì dạ côn mới đến chẳng ai ngờ rằng thật ra là an bài dạ tư niên từ điểm đó có thể thấy được dạ tư không hẳn dự định bồi dưỡng dạ tư niên trưởng tôn ngự nhẹ gật đầu ngươi nói như thế quả thật có chút đạo lý nếu như lần này có thể thuận lợi ngăn cản đại quân ngũ nhạc tiếp theo bản hoàng phải đối mặt với uy hếp đến từ dạ gia binh quyền nắm giữ ở trong tay dạ tư không bản hoàng không yên tâm thánh nhân chờ sau đại chiến mượn cớ thu hồi là được không được nếu như đánh thắng bản hoàng liền tịch thu binh quyền thái kinh sẽ xem bản hoàng ra gì lúc đó bản hoàng chính là tiểu nhân qua sông đoạn cầu sau này ai còn dám liều mạng vì hoàng thất thần ngu muội Thương Minh mang theo ấy nấy chấp tay, người đi an bài chuyện chiêu mộ trước đi, động viên toàn bộ Thái Kinh, tin tức ma tộc xuất hiện khẳng định không giấu được, Thái Kinh thật là càng ngày càng loạn, trưởng tôn ngượng nhẹ nhẹ lau trán, bất đắc dĩ nói ra, thánh nhân, có câu nói không biết có nên nói hay không nếu đã nói vậy liền nói đi thương minh âm u nói ra trước kia thái kinh bình an vô sự phồn vinh hưng thịnh nhưng thánh nhân không cảm thấy từ sau khi dạ cung tới thái kinh thế cục liền rung chuyển sao chuyện này cũng quanh quẩn trong đầu bản hoàng thật lâu bản hoàng thật có chút hối hận vì đã đưa dạ cung đến thái kinh đứa nhỏ này thật khiến người ta vừa vui vừa hận thương minh hít một hơi thật sâu nói ra thánh nhân thần cảm thấy dạ cung còn khó đối phó hơn cả dạ minh chuyện này trước để đó đi bản hoàng còn muốn dùng dạ gia ra ngoài an bài đi vâng thương minh không người lui ra trưởng tôn ngự lâm vào trong trầm tư ngân sắc nam nhân dạ côn rốt cuộc là ai khiến bản hoàng ăn ngủ không yên lúc này dạ gia là một mảnh kêu rên dẫn đầu dĩ nhiên chính là dạ dương mà thi thể dạ ngọc thư đã cất vào bên trong quan tài dạ dương ngồi ở bên cạnh khóc dạ tư không ngồi ở bên cạnh lông mày hơi hơi nhíu lại dạ ngọc thư chết khiến dạ tư không trở nên hơi trầm mặt dòng dõi dạ gia lão đại không thành hôn con độc nhất của lão nhị chết rồi hai đứa con trai của lão ta mặc dù khỏe mạnh nhưng lão tứ chết rồi lưu lại một con trai độc nhất là dạ tư niên tương lai dạ gia đến cùng phải giao cho ai đây là vấn đề dạ tư không đang nghĩ hai tử bàn chi khẳng định sẽ không cân nhắc nói thật ứng cử viên số một trong lòng dạ tư không chính là dạ côn dạ tư không cảm thấy có thể che chở dạ côn nhưng lại không muốn để dạ côn trở thành gia chủ dạ gia kẻ này tâm cơ quá sâu dạ tần cũng không tệ nếu như bồi dưỡng dạ tần còn có thể cùng hoàng thất tu kiến tốt quan hệ dù sao công chúa là thê tử của dạ tần bất quá chỉ sợ dạ minh sẽ không nhượng bộ còn lại chỉ có dạ tư niên kẻ này có thư tính của nguyên tôn kiếm đế dạ tư không cảm thấy hiện tại thánh nhân nhất định đang nhằm vào chính mình bởi vì dạ gia hiện tại độc đại đây là kết quả dạ tư không không muốn nhìn thấy nếu như đánh thắng thì tốt trong thời gian ngắn thánh nhân sẽ không động nhưng nếu như đánh thua dạ gia liền sẽ chấm dứt lần này ma tộc xuất hiện tổn thất quá lớn dạ dương chuẩn bị đi hạ đô dạ tư không trầm giọng nói ra phụ thân thì cốt ngọc thư chưa lạnh con sao có thể đến hạ đô dạ dương nghẹn ngào hô mặc dù ngày thường nghiêm khắc nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho hài tử chờ sau khi hạ tán ngọc thư con liền chạy tới Hạ Đô, nhà chúng ta có thể hưng thịnh hay không, liền phải xem lần này, Dạ Tư không chậm rãi đứng dậy, chuyện tới nước này, coi như độc đại cũng phải tiếp tục đứng vững dương nhìn phụ thân như thế, thầm nghĩ chẳng lẽ phụ thân muốn phản, nhưng cho dù muốn phản, mình tối đa cũng chỉ có thể làm vương gia, phụ thân làm thánh nhân, vị trí thái tử khẳng định sẽ để đại ca hoặc là lão tam, lúc này, trên một chiếc phi thuyền nào đó, Dạ Ma bẩm báo tình báo mới nhất cho Nam Tử trước mặt, chỉ nghe Nam Tử cười khẽ một tiếng thật là không nghĩ tới, đường đường tướng quân ma tộc lại bị tùy tiền đánh chết, thám tử nói, ngân sắc nam nhân kia quá mạnh, một quyền một mạng là chuyện đương nhiên, dạ ma cũng kinh thán không thôi, ngân sắc nam nhân, kẻ này thật khiến người ta nhức đầu, thái kinh xem ra không động được rồi, nam tử thở dài một cái, chủ nhân, mặc dù thái kinh không thể động, nhưng tin tức tốt là dạ gia dạ ngọc thư chết rồi, ô, chết rất đúng lúc nha, dạ ma nhẹ gật đầu vâng hiện tại giả dạ tư không nhất định đang suy nghĩ đến nhân tuyển vị trí gia chủ giả dạ tư niên hẳn sẽ được chọn quả thật có tỷ lệ rất lớn chủ nhân có nên âm thầm ra tay trước không nam tử lung lay ngón trỏ nhẹ nói ra giả dạ tư không là lão hồ ly nếu hiện tại có dị động rất có thể sẽ kinh động đến giả dạ tư không cơ hội khó được nhưng cũng phải nhìn thiên ý chủ nhân vậy giả dạ côn bên kia nguyên bản còn muốn nhìn xem cao thủ bên cạnh giả dạ côn là ai thế nhưng hiện tại vô vọng bất quá cũng may ma tộc đã tiêu diệt một nửa binh lực thái kinh hiện tại thánh nhân cũng chỉ có một lựa chọn, bằng không thì trận chiến ác liệt này rất khó thắng. Ý của chủ nhân là chúng ta sẽ động thủ ở biên cảnh, dạ ma cung kính hỏi, đây là chủ ý không tội, hai huynh đệ dạ công dạ tần, không thể bỏ qua một ai, bọn chúng năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta, thuộc hạ đã rõ, nam tử giơ tay lên, dạ ma thức thời lui ra, đứng tại bông thuyền, nam tử chăm chú nhìn phương xa, từ tốn nói ngân sắc nam nhân, dạ công, chương 408, ngân sắc cùng triều. Lúc này dạ côn đang làm gì? Hiện tại dạ côn đang vui vẻ ăn trưa, mọi người còn uống rượu chúc mừng, đề tài chủ yếu đương nhiên là về ngân sắc nam nhân, Diệp Ly nghe tức muốn nổ phổi, dạ côn được mọi người tân bốc, cảm giác vô cùng tốt, loại chuyện này kỳ thật có thể làm thường xuyên hơn, nhị nhị, nàng có chuyện gì không vui ư, dạ tần thấy trưởng tôn nhị bên cạnh một mực không nói chuyện, lo lắng hỏi, lần này một nửa binh lực thái kinh bị ma tộc giết. Áp lực biên cảnh sẽ tăng, phụ hoàng nhất định sẽ chọn chiêu mộ, đưa nam nhân lên chiến trường, lời nói của trưởng Tôn Nhị giống như rải bông tuyết lên trên mặt bàn nóng ấm vậy, liệt cốt ngược lại rất thích, tùy tiện nói ra, không sao cả, rất không tệ, như thế sẽ chết rất nhiều người, trưởng tôn nhị làm công chúa Thái Kinh, đương nhiên phải suy nghĩ cho Thái Kinh, diệt tử tử nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra chiến tranh nào có chuyện không chết người, việc này rất bình thường, lời nói này vô cùng có đạo lý, dạ con cảm thấy, đến lúc đó tiến lên đấm ra một quyền là được, hoàn mỹ, nhưng mà không được, chiến tranh đại quy mô sử dụng đạo lực, hình như sẽ bị xét đánh, dạ con nhớ tới cảm giác bị xét đánh khi còn bé, rất không dễ chịu, thế nhưng vừa rồi mình cũng không có bị xét đánh, chẳng lẽ là quy mô không đủ lớn? Hay là nói bởi vì đối phương là ma tộc, lão thiên liền mở cửa sau nếu như ngũ nhạc nhận được tin tức chắc chắn sẽ không cho thái kinh cơ hội thở dốc trưởng tôn nhị thở dài thật sâu diệp ly tò mò hỏi không phải còn có thần kiếm sao thái kinh có không ít thần kiếm ngũ nhạc tới có thần kiếm cũng sẽ dễ dàng hơn không ít tẩu tẩu trước kia ngũ nhạc không có có thần kiếm thế nhưng hiện tại ngũ nhạc có lẽ đã có chúng ta cũng không biết được xem ra trận chiến lần này có hơi khó giải quyết không phải côn ca nói một quyền giải quyết liền có thể giải quyết được trong lúc mọi người đang thương nghị đông tứ đi tới chấp tay nói ra thiếu gia văn kiện chiêu mộ tới lấy tới xem sau khi dạ cung xem xong liền nhíu mày không ngờ ngay cả phong điền cùng nguyên chẩn cũng phải đi phía trên viết rất rõ ràng nam tử tuổi tròn 16 trở lên chiêu mộ nhập ngũ đối kháng ngũ nhạc nguyên chẩn cùng phong điền xem xong ngoài choáng đầu ra thì còn có một loại cảm giác tim đập rộn lên đi theo con ca lăn lộn hiện tại đã sắp phải ra chiến trường giết ngũ nhạc liệt cốt đột nhiên nói ra ta đã đủ 16, thật không gạt người đám người dịp ly trận trắng mắt bộ dạng hiện tại của liệt cốt quả thật không giống người đủ 16 tuổi dạ tần trầm giọng nói ra đại ca này cũng quá nhanh đi bảy ngày sau đã phải xuất phát đệ đệ, nếu ngũ nhạc biết được tin tức, khẳng định sẽ càng nhanh hơn, xem ra thánh nhân định kéo người ra tiền tuyến trước, dạ công từ tốn nói, dù sao hiện tại có thể triệu tập bao nhiêu hay bấy nhiêu, thiếu gia, chiêu mộ binh sĩ còn phải tiến hành đăng ký, đồng tứ bổ sung một câu, dạ công nhẹ gật đầu, đây cũng là quá trình bình thường, chỉ thấy hai tên lính đi vào, hướng phía dạ công cùng dạ tần chấp tay hô tham kiến hai vị phó úy, dạ công cười cười khổ cực rồi, đăng ký đi, biết các ngươi bận rộn, vậy thuộc hạ thất lễ. Nguyên chẩn cùng phong điền muốn chạy cũng chạy không thoát, liệt cốt thế mà dưới sự đánh giá của binh sĩ, cho rằng chưa đủ 16, chuyện này khiến liệt cốt choáng váng, ta trẻ chỗ nào nói ra sợ hù chết các ngươi đông tứ và đát từ bị ghi danh tuyệt thiên cũng thế ngay cả phi tuyết quét rác cũng không chạy thoát được phi tuyết biểu thị cmn ta chỉ là một cái quét rác ngươi để ta lên chiến trường quét dọn vệ sinh à nhưng hết cách rồi nam tử tròn 16 trở lên đều phải đi cho dù là hoàng quyền quý tộc cũng phải đi trưởng tôn tuấn hiền cùng trưởng tôn thẳng cũng phải đi đây chính là chuyện liên quan đến tồn vong thái kinh không thể có một chút qua loa nào hiện tại dạ cung hơi lo lắng đệ đệ bất quá nghĩ đến cha cùng mẫu thân ở hà đô cũng hơi yên tâm một chút nam nhân trong nhà ngoại trừ liệt cốt còn chưa đủ 16 ra toàn bộ điều động nhan mộ nhi trêu chọc liệt cốt người giống như cô nương vậy cùng chúng ta đợi ở trong nhà liệt cốt cảm thấy tự tôn bị thương tổn nghiêm trọng ta dù sao cũng là long có cốt khí sao có thể sợ cho nên liệt cốt quyết định hôm nay đi hoa lâu dạo một vòng sau khi bị bắt sẽ được xung quân ý kiến hay buổi tối hôm nay liền đi nguyên chẩn cùng phong điện cảm thấy mình sắp chiến tử xa trường bị đám thổ dân ngủ nhạt giẫm nát đầu ngẫm lại cái tràng diện kia toàn thân liền phát lạnh tuyệt thiên chỉ cảm thấy hai chữ nhàm chán nếu như nói thành bốn chữ đó chính là cực kỳ nhàm chán thật muốn nhường danh ngạch này cho liệt cốt chuyện thái kinh bị vây rất nhanh truyền khắp nơi bùi thiên trước đó một mực không thấy đâu đều vội vàng chạy đến mọi người nghe được tin tức như vậy cũng hít sâu một hơi lần này thái kinh không có luân hãm hoàn toàn là nhờ vào ngân sách nam nhân nếu như không có ngân sách nam nhân thái kinh sợ rằng đã lạnh tuy nhiên lúc này một cổ ngân sách cuồng triều lại bất ngờ đột kích giá cả khô giáp màu bạch trực tiếp tăng gấp 10 lần mặc dù thế nhưng vẫn cháy hàng thậm chí áo giáp trong tiệm rèn đều lấy họa tiết giống như áo giáp của ngân sắc nam nhân, nhìn mấy món áo giáp chế tác thô ráp kia, thật là có lỗi với ngân sắc nam nhân a, à, ở trên đường phố có thể dễ dàng nhìn thấy người mặc áo giáp màu bạc đi tới đi lui nhất là cái áo choàng màu đỏ kia, đúng là lúc này uy vọng của ngân sắc nam nhân đã sắp vượt qua thánh nhân, dù sao trong lúc thái kinh gặp phải mối nguy sinh tử, là ngân sắc nam nhân đứng ra, thánh nhân không có như vậy, tin tưởng của ngân sắc cuồng triều này trong thời gian ngắn sẽ không rút đi. Chủ đề của mọi người cũng vây quanh ngân sắc nam nhân ngưu bức như thế nào, một quyền một tên chiến tướng của ma tộc, tràn diện kia, tư thế kia, bức cách kia, trâu đến nổ tung hay, các ngươi có nhìn thấy liệt cốt thúc không? Mọi người ăn sáng, Diệp Ly tò mò hỏi, Diệp Tử Tử hững hờ nói ra, có lẽ là đi chơi gái rồi, mọi người tuyệt thiên thầm nghĩ trong lòng, đúng là Long không đổi được thói quen đớp cức, Diệp Lưu khẽ thở dài một tiếng, Liệt Cốt Thúc thật là, Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cũng đang nghĩ, Liệt Cốt Thúc à, sao ngươi lại có thể đi một mình như thế, không phải nên dẫn chúng ta theo sao, chúng ta không muốn trước khi chết vẫn là nghĩ tới liền rất thống khổ, mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải lên đường, Dạ Tần nhẹ nói ra, cảm giác mình nên nắm chắc cơ hội, tranh thủ thu hoạch được chiến công, không thể kéo chân đại ca, Dạ Côn nhẹ gật đầu đám cô nương các nàng ở nhà phải bảo vệ tốt bản thân đấy, có dịp tử tử tại, Dạ Côn cũng rất yên tâm phu quân yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì, là phu quân phải cẩn thận, chiến trường không phải đùa giỡn, đánh không lại liền chạy, chuyện này không mất mặt, mạng sống quan trọng hơn hết, nhan mộ nhi câu nói này cũng là thật, thế nhưng dạ gia huynh để chúng ta là ngoài người tham sống sợ chết kia ư, rõ ràng không phải, huyết chiến xa trường, đó mới là bản sắc nam nhi, chương 409, xuất chinh. Lúc này liệt cốt quả thật đã bị bắt, hơn nữa còn bị nhốt vào trong phòng tối, nhìn từng người bên cạnh bị mang đi, liệt cốt cũng trục trịch, làm sao lại không mang ta đi, rất muốn bị sung quân A, tên tiểu tử chưa đủ 16 tuổi bên trong xử lý thế nào, Trước giam giữ đi, đến lúc đó lại xử lý, hai tử thời buổi này, lá gan thật là lớn, chưa đủ tuổi đã đi dạo hoa lâu, còn uống bá vương hoa tử, đúng vậy, thật không tài nào hiểu được, thời gian 7 ngày rất nhanh đã qua. Xung quanh Thái Kinh đã tập kết trăm vạn binh sĩ, mà An Khang Châu cũng tập kết gần trăm vạn binh sĩ, những huyện thành khác cũng tập kết không ít, Đại Khái có thể tập kết ra ba trăm vạn binh sĩ, thế nhưng ba trăm vạn này chỉ có thể nói là một đám ô hợp, nhưng vì sao chỉ có ba trăm vạn, bởi vì cuối cùng Thánh Nhân phát một đạo mệnh lệnh có tu vi trên, có vài người hận không thể tự phế tu vi, mà chuyện này khiến phần lớn người bình thường nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm, tất cả mọi người dạ gia thức dậy rất sớm, dạ công cùng dạ tần có chức vụ tại thân, cho nên đã đi tập hợp từ sớm, đám tức phụ đương nhiên quyến luyến không thôi, nhất là trưởng tôn nhị cùng tử yên, vô cùng không yên lòng dạ tần, dù sao tần ca vẫn quá yếu, dặn đi dặn lại dặn tới dặn lui đại ca, phải chú ý dạ tần thật kỹ mới được, dạ công dĩ nhiên sẽ không để cho đệ đệ xảy ra chuyện, trong lòng Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng hơi lo lắng, nhưng so với thê tử của Dạ Tần thì vẫn tốt hơn một chút, dù sao thực lực phu quân bày ở đó, chẳng qua là lần này chỉ sợ phải xa nhau tới mấy tháng, các nàng yên tâm, chờ kết thúc, chúng ta liền trở lại, Dạ công dạo gần đây rất thích xoa mặt thê tử, cảm giác đặc biệt dễ chịu, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi bước tới trước, ông công ca thật chặt, Dạ công nhẹ nhàng vỗ lưng thê tử, nhìn Diệp Lưu cách đó không xa một chút, nói thế nào cũng sắp ra chiến trường, cũng nên cho người ta một cái công đạo, Lưu Nhi, Dạ công hướng phía Diệp Lưu hô hửng, Diệp Lưu đoan đoan chính chính đứng đấy, tò mò hỏi, chờ lần này trở về, ta liền cưới nàng về nhà chồng dịp lưu phương tâm chấn động khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên không biết làm sao côn ca vẫn ngưu bức trước sau như một ông hai thê tử nói cưới người khác xin hỏi người nào lợi hại được như côn ca nguyên chẩn cùng phong điền một mặt trầm trọng cũng không biết nói gì cáo biệt thê tử dạ côn cùng dạ tần trước tiên cần phải đến binh bộ tập hợp mới vừa đi ra cửa lớn dạ côn liền hướng phía đệ đệ cười nói đệ đệ à có phải bị rút khô rồi hay không dạ tần đại ca lần này từ biệt mấy tháng chẳng lẽ ngươi không có sao dạ cung nhẫn nhìn nghẹn miệng đại ca ngươi thủ thân như ngọc các nàng không chiếm được hai người rất nhanh đã đi tới binh bộ hôm nay binh bộ kín người hết chỗ dạ cung rất nhanh nhìn thấy quan thanh còn có bùi thiên nhìn bùi thiên trong lòng dạ cung liền khó chịu trước đó còn đuổi mình ra khỏi học viện hồn thí thiên cũng không có tới người của thiên la viện không tham dự chiến tranh phó viện dạ cung hướng tiến đến cười nói dạ viện trưởng tới rồi à quan thanh hướng phía dạ cung cùng dạ tần cười cười gần đây tất cả mọi người thân quen phát hiện quan thanh là người rất tốt có thể nói đùa, thu phát tự nhiên, mà quan thanh theo trận chiến kia cũng nổi danh, được vinh danh là người nối nghiệp đạo pháp thái kinh, phó viện, viện trưởng kia của ngươi thoạt nhìn chức vị không thấp nha, và dạ công liếc nhìn bùi thiên, tự hồ đang thương nghị chuyện gì với tông hoàng nguyên, quan thanh nhẹ gật đầu đúng vậy, ngoài trừ dạ gia quân ra, những bi tướng khác đều do tông hoàng nguyên cùng viện trưởng dẫn đầu, dạ cung không nghĩ tới, thánh nhân nhìn trúng bùi thiên ở chỗ nào, không phải chỉ là một tên viện trưởng thôi sao? chẳng lẽ bùi thiên còn có thân phận khác, phó viện, vị viện trưởng này có phải có bí mật không thể để cho người khác biết không? ta cũng không biết viện trưởng một lòng với học hiện cũng không thấy ông ta có những hành động nào khác đúng là một người kỳ quái các vị theo âm thanh tông hoàng nguyên vang lên tràn diện lập tức an tĩnh lại lần này xuất chinh ngăn địch do ta cùng bùi thiên tướng quân dẫn đầu hiện tại điểm quân tông hoàng nguyên lấy ra danh sách trầm giọng hô dạ côn đứng bên phải đứng bên phải đó không phải làm thuộc hạ cho bùi thiên rồi dạ tần đứng bên trái giả dạ côn nghe thấy chia quân như thế liền trầm giọng nói ra ta không đồng ý thái độ dạ côn chuyển biến khiến quan thanh bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc bởi vì ngữ khí dạ côn mang theo một loại một loại ý chí không thể cãi lại phản phất đang nói phân tổ cẩu thí gì lão tử không đồng ý quả nhiên dạ côn vừa nói ra toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại tông hoàng nguyên cùng bùi thiên nhìn về phía dạ côn vẻ mặt cũng không tốt đẹp gì lúc này mới điểm quân liền kiếm chuyện nói thật nếu như hôm nay chia quân như thế côn ca tuyệt đối sẽ không đồng ý đại ca không sao cả Dạ tần thấp giọng nói ra, dạ cô mặc kệ, đệ đệ chỉ có ở bên cạnh mình, mình mới có thể yên tâm, đây cũng không phải là đi diệt tiểu phỉ. Bùi thiên hướng phía Tông Hoàng Nguyên nói nhỏ, đây là một cái gai đầu, Tông Hoàng Nguyên dừng một chút, hướng phía dạ cô hỏi. Ngươi có gì không đồng ý? Đến cùng ngươi là đại tướng quân, hay ta là đại tướng quân? Có muốn ta nhường chỗ ngồi của ta cho ngươi luôn không? Ta và đệ đệ phải ở cùng một chỗ. Dạ công lạnh giọng nói ra, chuyện này công ca không cho bất luận người nào mặt mũi, cho dù là thánh nhân đến, công ca cũng sẽ cường thế trước sau như một, mặc dù chúng ta đều thấp, nhưng lại không được yếu thế. Dạ cung. Tông Hoàng Nguyên lạnh giọng quát, đây quả thực là không để mặt mũi, làm đại tướng quân, chính là phải có uy vọng, nếu như bây giờ đáp ứng yêu cầu, sao có thể phục chúng, cho nên yêu cầu này khẳng định không thể đáp ứng, dạ côn không nói gì, đi qua kéo đệ đệ đến bên cạnh mình, ai nói gì cũng mặc kệ, Tông Hoàng Nguyên bị tức đến mặt mo đỏ bừng đối với người đặc thù như dạ côn có đôi khi tông hoàng nguyên cũng không biết nói thế nào trên người có thần kiếm lại rất được thánh nhân ưa thích gia dạ thế càng khỏi nói thê tử dạ tần còn là công chúa vậy để dạ tần đi theo ta đi bùi thiên bên cạnh đột nhiên cho bậc thang tông hoàng nguyên cũng không muốn làm lớn chuyện lựa chọn tiếp tục đọc danh sách nhưng mà trong lòng dạ tần sinh ra dị dạng nhìn đại ca bên cạnh kỳ thật rất muốn nói đại ca ta đã lớn có thể bảo vệ tốt bản thân ngươi thật không cần phải như thế dạ tần chỉ muốn làm một phen sự nghiệp để đại ca để mẫu thân, để phụ thân nhìn, mình cũng rất ưu tú, dạ Côn dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, thế nhưng lần này khác, địch nhân lần này là ngũ nhạc, đám thổ dân ăn người kia có thể xé mở đệ đệ, cảm thấy đệ đệ bên cạnh trầm mặt, dạ Côn cũng không có cách, hy vọng đệ đệ có thể hiểu được, phân tổ như thế, hiện tại ra ngoài thành tập kết phân phối, sau đó lên phi thuyền đi hạ đô, tông hoàng nguyên trầm giọng nói ra, không quên liếc mắt nhìn dạ Côn chương 410, ngũ nhạc đánh tới. Vâng, mọi người cùng quát lên, quay người rời khỏi đại sảnh lúc này rất nhiều người ra khỏi thành đều là người đầu quân hai bên đường đều có thân nhân đưa tiễn rất là náo nhiệt thái kinh đã rất lâu không có xuất hiện tình cảnh như vậy tất cả mọi người rất có thứ tự ra khỏi thành mà ngoài thành có đầy đội ngũ đứng lít nha lít nhít quan thanh là thượng cấp của hai người cho nên khá tốt mặc dù dạ côn cùng dạ tần chỉ là phó úy nhưng tình huống bây giờ đặc thù một người có thể mang vạn người đương nhiên đây cũng không phải là cho người đi chọn không biết nguyên chẩn cùng phong điền ở nơi nào dạ côn cũng muốn chiếu cố hai người một chút dù sao đều đến từ một nơi, Dạ Tân tự hồ cũng nghĩ thế đúng vậy, nhiều người như vậy, căn bản không nhìn thấy hai người bọn họ hai chi đội ngũ này liền do các ngươi xuất lĩnh sau khi quan thanh đưa hai người đến chỗ lĩnh quân liền nói ra dạ côn cùng dạ tần xem xét nói thật đám người này thoạt nhìn căn bản không giống như là binh sĩ tán nhân thấy quan thanh rời đi hai huynh để liếc nhau một cái xem trước một chút đi được một vạn cũng không phải nói xem liền có thể xem xong cộng thêm hiện trường quá xê ồn ào nói chuyện người khác đều không nghe được cứ như vậy trăm vạn binh sĩ đưa đến chiến trường đúng là chẳng khác nào đi chịu chết hai người đi một vòng đội ngũ của mình đều không nhìn thấy người mình xem ra đã chia ra hết đại ca những người này hình như không dễ quản dạ tần thấp giọng nói ra dạ côn nhẹ gật đầu trong những người này ngư long hỗn tạp có cao thủ cũng có người kém cỏi quản rất phiền toái thậm chí còn có rất nhiều người không tình nguyện dạ côn cùng dạ tần trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua chuyện như thế cho nên còn chưa ngộ ra đạo lý gì dạ côn bên này còn tốt một chút dù sao dạ côn cũng là người nổi tiếng tại thái kinh nằm nhân đến ngũ nhạc giết quân chủ nhưng dạ tần bên kia không tốt lắm dạ tần tuổi trẻ trên người lại không có gì công tích rất khó phục chúng cho nên tầng ca thật là khó dạ côn không có ý định trợ giúp đệ đệ dù sao lại ra tay trợ giúp chỉ sợ đệ đệ sẽ oán giận mình, mình cũng không thể chuyện gì cũng trợ giúp đệ đệ. Lúc tất cả mọi người tập hợp lại, liền liền xuất phát tiến về cảng phi thuyền cách đó không xa. Phi thuyền đã dừng sát ở bên cạnh, lần này đi Hạ Đô, lộ trình cần hơn 10 ngày, vẫn khá xa, bất quá trong lòng hai huynh đệ vẫn rất cao hứng, dù sao ở Hạ Đô có phụ mẫu, trước đó dạ côn gặp phụ mẫu một lần, thế nhưng đệ đệ không có gặp, phụ mẫu cũng rất nhớ đệ đệ. Mọi người đứng xếp hàng tiến vào cảng phi thuyền, nhưng mà đột nhiên một tên binh lính chạy nhanh tới, bộ dáng rất cấp bách đại tướng quân hạ đô phát tới tình báo khẩn cấp tông hoàng nguyên chủ trì toàn cục mở phong thư ra sau khi thấy nội dung trong thư vẻ mặt lập tức chìm xuống thế nào bùi thiên bên cạnh hỏi đã đánh tới tông hoàng nguyên lạnh giọng nói ra nhanh như vậy trong lòng bùi thiên cảm giác nặng nề ngàn vạn không nghĩ tới ngủ nhạc có hành động nhanh như vậy tông hoàng nguyên nhìn đội ngũ chậm rãi lợi khí trên người trong nháy mắt bùng nổ các ngươi chưa ăn cơm sao tốc độ nhanh lên một chút đại tướng quân gầm thét vẫn rất có khí thế tốc độ đám người nhanh hơn không ít hiện tại thời gian là sinh mệnh mặc dù hạ đô có dạ gia quân tại hy vọng có thể đợi viện quân đến đi nhưng nhìn đám viện quân trước mắt đi thật có hiệu quả sao đến lúc đó không bị sợ vỡ mật đã tốt lắm rồi dạ công cùng dạ tần dẫn theo đội ngũ tiến vào bên trong phi thuyền nghỉ ngơi ở trong khu vực chỉ định đại ca sắc mặt đại tướng quân không thích hợp có phải hạ đô bên kia xảy ra chuyện rồi hay không dạ công dừng một chút trầm giọng nói ra ta đi tìm quan thanh hỏi một chút cùng đi đi được rất nhanh hai huynh đệ đã tìm được quan thanh sắc mặt quan thanh cũng có chút ngưng trọng cái gì ngũ nhạc đã đánh tới dạ cung thấp tiếng kinh ngạc thốt lên quan thanh nhẹ gật đầu đúng hiện tại chúng ta muốn đến hạ đô tối thiểu còn cần hơn 10 ngày không biết dạ gia quân có thể đứng vững hơn 10 ngày này không hơn nữa cho dù chúng ta đến quan thanh nhìn thoáng qua người xung quanh một chút dáng vẻ binh sĩ cũng không có ngồi dưới đất nằm nghiêng nói chuyện trời đất đại ca cha cùng mẫu thân không có nguy hiểm gì chứ sẽ không yên tâm đi trên người cha có thần kiếm dạ tần cũng chỉ có thể cưỡng ép tự an ủi mình không có chuyện gì không có chuyện gì thế nhưng hạ đô lúc này đã lâm vào chiến hỏa dạ trùng là thủ lĩnh dạ gia quân mà dạ minh chẳng qua là vương gia thống lĩnh hạ đô mà thôi lúc này bên trong cứ điểm sắc mặt ba người nghiêm túc nhìn địa hình lần này ngũ nhạc hành động nhanh hơn xem ra đã biết chúng ta không có viện binh và dạ trùng hung hăng nện bàn một cái dạ minh chăm chú nhìn địa đồ trong lòng cũng vô cùng trầm trọng ngũ nhạc tới quá đột nhiên căn bản không có báo trước cũng may đông môn mộng nhắc nhở phòng bị tăng thêm gấp đôi bằng không thì chỉ sợ ngũ nhạc đã đánh lén thành công đến lúc đó đại môn cứ điểm bị ngũ nhạc đụng vỡ tiếp theo sẽ là một trận tai họa có tính hủy diệt cho dù viện quân tới cũng sẽ là một đám ô hợp dạ minh từ tốn nói thái kinh hùng sư thiếu một nửa sức chiến đấu liền trực tiếp giảm một nửa Đông môn mộng khẽ thở dài nhìn địa đồ từ tốn nói ngũ nhạc muốn công phá cứ điểm chỉ sợ cần thực lực cường ngạnh xung quanh cứ điểm đều là vách tường nham thạch cao cao căn bản không có cách vượt qua còn muốn lên thành môn vậy phải dùng thi thể chất lên mới được lão tam ngươi đi chuẩn bị nhiều dầu hỏa một chút có thể thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu dạ trùng quyết định tử thủ cửa thành không thể để cho cứ điểm bị công hãm giao cho ta đi dạ minh trầm giọng nói ra đại ca ta có thể làm chút gì đó không đông môn mộng nhẹ giọng hỏi đệ mùi hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi là được rồi đây đều là chuyện đại lão gia chúng ta làm đông môn mộng giống như loại người ăn không ngồi rồi kia sao cho ta một bộ khôi giáp ta cũng tới này không tốt đâu nếu lão tam biết không cần phải để ý đến y cho ta đệ mùi dạ côn cùng dạ tần hẳn cũng sắp đến không bằng cho ta khôi giáp cho dạ trùng cũng rất bất đắc dĩ tính cách đệ mùi thật đúng là cũng chỉ có lão tam có thể chịu được dạ minh đi ra phòng hội nghị đứng ở trên tường thành cứ điểm ngưỡng vọng phương xa đó là một mảnh người đen nghịt hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối lần này ngũ nhạc rốt cuộc đến bao nhiêu người cảm giác bọn họ muốn tự chiến đến cùng vậy cũng không biết lần sau công kích là lúc nào có phải bọn họ đang chờ cái gì hay không dạ minh nhìn dạ gia quân xung quanh biểu lộ vô cùng kiên định cũng không bởi vì khí thế của kẻ địch mà thay đổi đây là một trận đò sức giữa thái kinh cùng ngũ nhạc lần này ngũ nhạc đã chiếm đại tiện nghi dù sao ma tộc đã dọn một nửa đoạn đường cho bọn họ sau khi nhận được tin tức này ngũ nhạc căn bản không chút lưỡng lự trực tiếp đi tới cứ điểm muốn trước khi viện quân đến sang bằng cứ điểm